Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già, phụng dịch theo bản đời đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà, Ni Sư Trí Hải. Quyển 1, chương 1, Vua Lăng Già thưa hỏi. Như vậy tôi nghe, vào thời gian Phật cùng chúng Đại Tỳ Kheo và Đại Bồ Tát ở trong thành Lăng Già trên đỉnh núi Ma La Già bên biển lớn, các vị này đều đã thông đạt năm pháp, ba tự tính, tám thức, hai vô ngã, hiểu rõ nghĩa cảnh giới do tự tâm hiện, dạo chơi trong vô số tam muội tự tại, mười lực và sáu thần thông, tùy hiện đủ loại hình và phương tiện để điều phục chúng sinh. Kỳ thử các ngài xuất thân từ các cõi Phật, được chư Phật lấy nước cam lộ dưới đầu Bồ Tát Đại Huệ là bậc thượng thủ. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp trong cung vua rồng biển đã quá 7 ngày. Ngài từ trong biển lớn đi ra, có vô lượng trời rồng, Phạm Vương, Đế Thích, những vị hộ trì thế gian cung đón. Được Như Lai đưa mắt nhìn thành Lăng Già trên đỉnh Ma La Già Sơn, mỉm cười nói: các bậc ứng chính đẳng giác ngày xưa cũng đều ở trong thành này diễn nói pháp mà thánh trí đã chứng. Đó không phải cảnh giới ngoại đạo có thể suy lường, không phải cảnh giới của thanh văn duyên giác. Này Như Lai cũng khai thị pháp này cho La Bà Vương. Khi ấy La Bà Na, vua loài Dạ Xoa, nhờ thần lực Phật nghe được âm thanh lời ngài, từ xa biết Như Lai đã ra khỏi cung vua rồng biển, có các vị hộ thế trời rồng, Phạm Vương, Đế Thích vây quanh. Nhìn sóng biển, Như Lai quán sát a lại gia thức của chúng sinh không khác gì biển lớn bị gió hoàn cảnh thổi động làm cho sóng thức nổi dậy. La Bà Na lòng vui mừng nói: ta hãy đến thỉnh Đức Như Lai vào thành Lăng Già để ta cùng các loài trời người trong đêm tối dài được lợi ích lớn. Nói xong cùng quyến thuộc đi xe hoa đến chỗ Phật. Đến nơi xuống xe, nhiễu quanh Phật 3 vòng, chuỗi các thứ âm nhạc để cúng dường Như Lai. Các nhạc khí đều nạm ngọc nhân đà la, màu xanh ngọc lưu ly, được bọc trong các thượng y vô giá, âm thanh vi diệu mỹ lệ, tiết điệu hòa nhịp, theo lời kệ ca ngợi Phật. Tâm Phật là kho tàng chân lý vô ngã, lìa kiến chấp nhiễm ô, nguyện Phật vì chúng con diễn nói chỗ sở tri thánh trí, đã tưởng báo thân do thiện pháp tích thành trí giác ngộ nên thường an lạc ngưỡng mong đấng biến hóa tự tại vào thành Lăng Già diễn pháp sâu chư Phật cùng Bồ Tát xưa lâu cũng từng ở thành này nói pháp. Chúng con loài Dạ Xoa hết thảy nguyện một lòng nghe pháp cao sâu. La Bà Na chúa tể thành Lăng Già sau khi đã ca bài tán Phật theo âm điệu Đô Ta Ca còn hát bài tụng như sau: Thế Tôn trong 7 ngày ở trong biển Ma Kiệt, sau ra khỏi Long Cung, ung dung lên bờ này, con và các thể nữ cùng quyến thuộc Dạ Xoa, thân già Sa Thích Na, cùng các vị thông tuệ đều sẽ dùng thần lực mà đến chỗ Như Lai, lần lượt xuống xe báu lễ kính Đức Thế Tôn, lại nhờ uy thần Phật trước Phật xưng tên mình, con là vua La Sát, La Bà Na 10 đầu, nay đi đến chỗ Phật. Xin Phật thâu nhận con và tất cả chúng sinh ở trong thành Lăng Già, vô lượng Phật quá khứ đều lên đỉnh núi báu trong thành Lăng Già này mà nói pháp sở chứng. Thế Tôn cũng nên vậy, ở núi báu Trang Nghiêm, chúng Bồ Tát vây quanh xin nói pháp thanh tịnh. Chúng con nhân ngày nay cùng chúng ở Lăng Già một lòng cung kính nghe pháp tự chứng ly ngôn. Con nhớ hết đời quá khứ vô lượng các đức Phật có Bồ Tát nhiễu quanh cũng nói kinh Lăng Già. Kinh nhập Lăng Già này Phật xưa đều khen ngợi, nguyện Phật nay cũng thế. Vì chúng sinh khai diễn, xin Phật vì xót thương vô lượng chúng Dạ Xoa, hãy vào thành Niêm Báu nói pháp môn vi diệu. Thành Lăng Già đẹp này, trang hoàng bằng châu báu, vách không bằng đất, đá lưới răng bằng chân. Chân bảo các chúng Dạ Xoa đây xưa từng cúng dường Phật tu hành lìa các lỗi, thường rõ chỗ chứng chi. Các Dạ Xoa nam nữ khao khát pháp đại thừa, tự tin theo pháp ấy và thích khiến người tin. Nguyện xin đấng vô thượng vì các chúng La Sát và quyến thuộc Lùng Nhĩ mà đến nơi thành này, con từ xưa đến nay siêng cúng dường chư Phật, nguyện nghe pháp tự chứng đạo đại thừa cứu cánh. Xin Phật thương xót con và các chúng Dạ Xoa cùng các hàng con Phật mà vào trong thành này, đây cung điện thể nữ và các chuỗi an lạc, vườn vô ưu khả ái, xin Phật thương nạp thọ để phụng Phật Bồ Tát, không gì con không xả,
ngay cả đến thân này xin Phật thương nạp thọ. Đức Thế Tôn nghe lời trên liền dạy: Này Dạ Xoa Vương, các đấng đại đạo sư đời quá khứ đều thương xót ngươi, nhận lời thỉnh cầu của ngươi mà đến núi báu này nói pháp tự chứng. Chư Phật đại vị lai cũng thế, đây là chỗ ở của những bậc tu thiền quán sâu xa đã biến hiện ra pháp lạc. Ta và các Bồ Tát vì thương xót sẽ nhận lời cầu thỉnh của ngươi. Nói xong Phật ngồi im lặng. Vô La Bà Na liền đem xe kết hoa đẹp của mình để cúng Phật. Phật ngồi lên xe, vương và các Bồ Tát tuần tự theo sau. Có vô lượng thể nữ ca hát tán thán để đón mừng Phật vào thành. Sau khi vào thành, Vô La Bà Na cùng quyến thuộc lại dùng các thứ vi diệu để cúng dường đồng nam đồng nữ trong chúng Dạ Xoa, lấy lưới báu cúng dường Phật. Vua La Bà Na cúng Phật và Bồ Tát các chuỗi anh lạc đeo cổ. Sau khi nhận các phẩm vật cúng dường, chư vị Bồ Tát lần lượt nói cảnh giới cao thâm mà các ngài đã thân chứng. Là Bà Na Vương và quyến thuộc lại cúng dường Bồ Tát Đại Huệ và khuyến thỉnh như sau: Tôi và các đại sĩ muốn hỏi Đức Thế Tôn các cảnh giới tự chứng của tất cả Như Lai. Tôi cùng chúng Dạ Xoa và các Bồ Tát này một lòng nguyện xin nghe, nên đồng thanh khuyến thỉnh. Ngài là bậc tối thắng trong các bậc tu hành và thuyết pháp lợi sinh. Tôi một lòng cung kính, xin Ngài vì chúng tôi mà thỉnh vấn Như Lai, pháp tự chứng thanh tịnh, cứu cánh vào Phật địa, lìa tất cả lầm lỗi của ngoại đạo nhị thừa. Bấy giờ trong núi ấy, Đức Thế Tôn dùng thần lực hóa ra muôn ngàn núi báu, lại dùng trăm ngàn vạn ước báu vật của chư thiên mà trang hoàng. Trên đỉnh mỗi ngọn núi đều có thân Phật hiện, trước mỗi thân Phật đều có vua La Bà Na và hội chúng, tất cả cõi nước trong mười phương đều xuất hiện. Trong mỗi cõi nước đều có Đức Như Lai, trước mỗi Đức Phật đều có vua La Bà Na cùng quyến thuộc. Vườn A Du Già thành Lăng Già trang nghiêm, mỗi nơi đều có Bồ Tát Đại Huệ thưa hỏi Phật. Phật khai thị cảnh giới tự chứng cho chúng hội. Sau khi dùng muôn ngàn âm thanh vi diệu để diễn nói kinh này, Phật cùng chúng Bồ Tát tan biến vào hư không. Khi chỉ thấy còn lại một mình trong cung điện, Vô La Bà Na nghĩ: Vậy người đang nhìn mọi sự đây là ai? Ai đã nghe thuyết pháp? Ai thấy gì? Phật vào rừng núi báu trong thành biến đi đâu? Đấy là mộng trăng hay là ảo giác? Hay cảnh biến hóa của loài càn thát bà? Hay vì ta nhậm mắt? Hay là nắng quán đèn loà? Đây là ảo mộng như con của thạch nữ, như ảo giác vòng lửa quay. Lại nghĩ bản tính của vạn pháp đều như vậy, chỉ là cảnh giới cho tự tâm phân biệt, kẻ phàm phu mê hoặc không thể hiểu thấu. Kỳ thực không có thấy và bị thấy, không người năng thuyết cũng không pháp sở thuyết. Thấy Phật nghe pháp đều là phân biệt, những người thấy các pháp như trên không thể thấy được Phật, không sinh phân biệt mới gọi là thấy Phật. Khi ấy chúa tể thành Lăng Già bỗng nhiên khai ngộ, lìa ô nhiễm của tự tâm chứng được vạn pháp chỉ do tâm biến hiện, an trú cảnh giới vô phân biệt nhờ những thiện căn đã trồng lâu xa về trước. Ông được cái thấy như thật đối với hết thảy pháp, ông không còn lệ thuộc người khác để giác ngộ, có thể dùng trí quan sát các pháp một cách sáng suốt, xa lìa hết thảy ước đoán tà giải, trở thành một bậc thầy trong các bậc đại tu hành, có năng lực một thân hiện ra nhiều thân, thấy suốt các phương tiện, biết rõ đặc điểm từng giai đoạn tu hành địa, thường ưa xa lìa tâm ý, ý thức cắt đứt ba kiến tương tục, lìa chấp trước của ngoại đạo. Tự tâm ông biết mình đã vào kho tàng Như Lai, hướng đến Phật địa. La Bà Na bỗng nghe giữa hư không trong cung điện có tiếng nói: Hay thay đại vương, như chỗ ông đã học, các bậc tu hành cũng học như thế, thấy như thế, tất cả các đức Như Lai cũng thấy như thế. Nếu thấy các pháp khác thế là đoạn kiến, ông phải xa lìa tâm ý, ý thức, nên siêng quan sát hết thảy các pháp, nên tu nội hạnh, chớ đắm trước ngoại cảnh, chớ xa vào những pháp tu, những lối giải thích, những cảnh giới, những phép định của nhị thừa ngoại đạo. Chớ ham thích bàn chơi, đàm tiếu, chớ khởi các kiến chấp của phái vi đà, chấp tự ngã, chớ say đắm an nhàn của vương vị, chớ ở trong những định thuộc về lục định, vân vân. Làm như thế là thực hành hạnh của bậc chân tu, có thể phá biện luận của người khác, có thể diệt trừ ác kiến, có thể xả bỏ hết thảy ngã kiến chấp trước, có thể dùng diệu tuệ để truyền thức sở y, có thể tu đạo đại thừa của Bồ Tát, có thể thâm nhập cảnh giới tự chứng của Như Lai. Ông nên siêng tu học thêm như vậy để các pháp sở đắc càng thêm thanh tịnh.
Hãy khéo tu tam muội và tam ma bát đề, chớ tham đắm cảnh giới mà nhị thừa ngoại đạo cho là vui thủ thắng. Vì phân biệt theo phàm phu, ngoại đạo chấp ngã kiến, có ngã tướng, vướng mắc thật, đức cầu na, nhị thừa thấy thật có vô minh duyên hành, nên từ tính không sinh loạn tưởng phân biệt. Lăng Già Vương, pháp này là đạo đại thừa rất thủ thắng, có thể khiến ông thành tựu thánh trí tự chứng, được thọ đời tốt đẹp trong ba cõi. Lăng Già Vương, các ngoại đạo chấp trước ngã, lập các dị luận, không thể diễn nói xa lìa chấp trước, chỉ thấy nghĩa hai của thức tính. Hai thay, Lăng Già Vương, hãy tư duy nghĩa này, như ông tư duy như thế chính là thấy Phật. Bấy giờ Lăng Già Vương lại nghĩ, xin cho con lại được chiêm ngưỡng Như Lai. Như Lai Thế Tôn vốn tự tại trong các phép quán, lìa pháp ngoại đạo, có thể diễn nói cảnh giới của thánh trí tự chứng, vượt ngoài ứng thân hóa thân, an trú trong chính định của Như Lai, chứng nhập được pháp lạc tam muội. Ngài là đấng đại quán hạnh sư, là đấng đại ai mẫn, đã đốt hết lửa phiền não và phân biệt được các chúng Phật tử vây quanh. Đấng hiểu thấu tâm chúng sinh, đấng biến khắp các cõi, đấng nhất thiết trí, xa lìa hết thảy sự tướng phân biệt. Còn này, xin được thấy lại năng lực đại thần thông của Như Lai. Khi được thấy Như Lai, nguyện cho con đạt được pháp chưa đạt, không thối chuyển pháp đã đạt, lìa các phân biệt, an trú cho pháp lạc tam muội, tăng trưởng đầy đủ Như Lai trí. Đức Phật biết Lăng Già Vương sẽ chứng vô sinh pháp nhẫn vì thương xót, nên lại thị hiện xác thân, biến mọi vật trở lại như trước. Vua mười đầu thấy lại những gì đã từng thấy, rất nhiều sơn thành trang hoàng bằng đủ thứ châu báu, trong mỗi thành đều có Đức Phật 32 tướng nghiêm thân, lại tự thấy thân mình và đại huệ ở trước mỗi Đức Phật. Có chúng dạ xa vây quanh, đang nói các pháp sở hành của bậc tự chứng trí, lại thấy cõi nước của mười phương Phật, tất cả các sự vật đều hiện như trước không sai khác. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ xa dùng tuệ nhãn quan sát khắp hội chúng, rồi bỗng vui mừng cười lớn như sư tử vương. Từ giữa đôi lông mày, đùi vế, hông lưng, cổ cho đến từ vai, cánh tay, dấu chữ vạn, từ mỗi lỗ chân lông trên thân ngài đều phóng muôn vàn hào quang đẹp, như dáng cầu vồng, như tia mặt trời, lại như ngọn lửa mạnh nổi lên vào thời kiếp tận. Lúc ấy trong hư không, Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương từ xa cũng thấy Như Lai ngồi như núi Tu Di trên đỉnh Lăng Già Sơn, vui mừng cười lớn. Trừ Bồ Tát và các chúng loài trời đều nghĩ, Như Lai Thế Tôn vốn tự tại trước mọi pháp, nay bởi nhân duyên gì bỗng lại vui mừng cười lớn, thân tỏa hào quang, lặng im không động, an trú trong cảnh tự chứng nhập pháp lạc tam muội. Như sư tử vương nhìn quanh bốn hướng, nhìn La Bà Na, nghĩ đến các pháp như thật. Khi ấy Bồ Tát đại huệ trước vì lời thỉnh của La Bà Na, sau vì biết rõ tâm các Bồ Tát trong hội chúng, lại biết chúng sinh đời sau, những kẻ bám vào ngữ ngôn văn tự, ôm giữ hạnh nhị thừa ngoại đạo sẽ mê lầm nghĩ, Thế Tôn đã xa lìa cảnh giới của thức phân biệt, thế thì vì cớ gì mà vui mừng, cười lớn. Chính vì muốn chuyển nghi hoặc cho hạng này nên Bồ Tát hỏi Phật, Phật đáp, hay thay đại huệ, hay thay đại huệ. Ông quan sát thế gian vì thương xót chúng sinh bị trói buộc trong các quan niệm sai lầm về ba đời quá khứ hiện tại vị lai, muốn cho chúng sinh được khai ngộ mà hỏi ta. Những người trí thường đặt câu hỏi vì lợi mình lợi người như vậy. Này đại huệ, Lăng Già Vương đây đã từng hỏi tất cả các đức Như Lai trong quá khứ, hai nghĩa ứng cúng và chính đẳng giác, A-la-hán và Phật. Này cũng muốn hỏi vì và trong đời vị lai cũng thế, các chỗ khác nhau giữa hai nghĩa ấy, hết thảy nhị thừa ngoại đạo đều không thể suy lường. Đức Như Lai biết Lăng Già Vương muốn hỏi nghĩa này nên dạy, này Lăng Già Vương, ông muốn hỏi gì cứ hỏi, ta sẽ phân biệt giải thích cho ông, thỏa mãn mong cầu của ông, khiến ông hoan hỉ, có thể dùng trí tuệ tư duy quan sát để lìa phân biệt, biết rõ các giai đoạn tu hành. Ông sẽ tu tập đối trị các pháp, chứng nghĩa chân thật, nhập pháp lạc tam muội, được chư Phật nhiếp thọ, an trú trong pháp lạc sa ma địa, xa lìa lỗi lầm của định nhị thừa, an trú các cấp bậc Bồ Tát, bất động thiện huệ pháp vân. Ông sẽ như thật rõ biết các pháp vô ngã, sẽ được ngồi trong hoa sen báu, được chư Phật lấy nước tam muội dưới đầu, được vô số Bồ Tát ở trong sen báu vây quanh, cùng chúng hội đều hướng nhìn ông. Các cảnh giới như thế thật không thể nghĩ bàn. Ông sẽ sinh khởi các hạnh, nhất hạnh và nhất phương tiện,
ông quyết định sẽ đạt những điều bất tư nghĩ như thế trong quả vị nhị Như Lai, sẽ tùy cơ cảm chúng sinh mà ứng hiện thân tướng. Những gì ông sẽ đạt hàng nhị thừa ngoại đạo, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương đều chưa từng thấy. Được Phật cho phép, Lăng Giả Vương rời chỗ ngồi trên đỉnh núi báu thanh tịnh trang nghiêm như hoa sen lớn đứng dậy, với chúng thể nữ vây quanh hóa ra vô lượng hoa đủ màu, các loại hương như hương bột, hương thoa, tràng phan, rủ lọng, quang bôi, anh lạc cùng các đồ trang sức đắng rượu khác thế gian chưa từng nghe, lại biến hóa ra rất nhiều nhạc khí mà dục giới có, các nhạc khí vượt hơn nhạc khí cõi trời rồng, nhạc thần cùng hết thảy thế gian, các nhạc khí mà chư Phật mười phương đều thấy, lại hóa các lưới báu che khắp chư Phật Bồ Tát, lại hiện các thứ y phục mỹ lệ dựng tràng phan để cúng dường Như Lai. Xong La Bà Na liền bay lên hư không, cách bảy cây đa la dưới xuống các lễ vật cúng dường chỗ nhạc, rồi từ trên không xuống ngồi ở trên đỉnh núi sen báu tỏa ánh sáng như mặt trời, vui mừng cung kính bạch: con nay muốn hỏi Như Lai hai nghĩa. Hai nghĩa này con đã từng hỏi các đức Như Lai ứng chính đẳng giác trong quá khứ, chư Phật cũng đã nhân lời cầu thỉnh của con mà trình bày, nay con muốn hỏi lại nghĩa ấy, xin đức Như Lai nói rõ cho con. Bạch Thế Tôn, hai nghĩa ấy được các đức Như Lai biến hóa chứ không phải Phật căn bản, Phật pháp thân tuyên thuyết. Phật căn bản thì chỉ nói cảnh giới của pháp lạc tam muội, chứ không nói những cảnh giới do hư vọng phân biệt. Hay thay đức Thế Tôn tự tại đối với các pháp, xin ngài rủ lòng thương xót nói hai nghĩa này, hết thảy hàng con Phật đều có lòng muốn nghe. Khi ấy đức Thế Tôn bảo vua: ông cứ hỏi, ta sẽ nói cho. Vua Dạ Xoa liền mang thêm các thứ mũ báu và anh lạc, các đồ trang sức để trang nghiêm thân, rồi nói: Như Lai thường dạy pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Bạch Thế Tôn, làm sao xả hai thứ pháp ấy? Pháp là gì, phi pháp là gì? Làm sao có hai pháp để xả? Có hai pháp, tức đã xa vào tướng phân biệt giữa hữu thể và vô thể, giữa thị và phi. Tất cả đấy đều là phân biệt, không thể biết được tướng vô sai biệt của ai lại ra thức. Như khi thấy vòng lông, mao luân trong hư không mà cho có thật. Sự phân biệt đó không phải là cảnh giới của tịnh trí.